xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của đài tiếng nói việt nam xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ để lại quê hương và gia đình phía sau, các anh bộ đội cụ Hồ tiếp tục hành quân qua miền Trung khói lửa để chuẩn bị vượt đỉnh Trường Sơn. Những gì đã diễn ra trong chặng đường và tâm trạng của người lính của chúng ta. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp hồi ký có một thời như thế của tác giả Võ Minh qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương. ai cũng trẻ trung trắng trẻo nơi đây đã sinh ra và nuôi dưỡng mười cô gái thanh niên sung phong bất tử anh hùng ở ngã ba đồng lộc trong thời kỳ giặc Mỹ đánh phá miền Bắc. Các cô gái tuổi đời cũng trẻ chung như chúng tôi đã lập nên bao chiến công oai hùng. Họ chốt giữ không biết bao nhiêu ngày đêm giữa cái trọng điểm ngã ba này, nơi mà máy bay Mỹ ném bom liên tục, hòng ngăn chặn đường vận chuyển quân lương của chúng ta ra chiến trường giữa những lúc mưa bom đạn nổ. Các cô đã hiên ngang ngẩng cao đầu đếm từng quả bom nổ chậm rơi xuống và sau đó xác định vị trí đánh dấu để sau khi máy bay Mỹ rút là kịp thời phá nổ ngay. Rồi đào đất lấp hố bom thông đường cho những đoàn xe chở đầy hàng đang còn chờ ở phía sau. Rồi cũng một lần cả mười cô gái cùng nằm lại khi quả bom Mỹ nổ ngay bên cạnh, chôn vùi tất cả xuống lòng đất mẹ để rồi sống mãi với tuổi hai mươi theo thời gian như một bài hát đã ngợi ca trời mô xanh bằng trời can lộc nước mô trong bằng dòng nước sông la ai về hà tĩnh quê ta nhớ chăng đôi mắt người con gái sông la kiên cường chúng tôi lại tiếp tục hành quân bằng ô tô vượt qua đèo ngang hùng vĩ. Khi lên đến giữa lưng đèo, nhìn về phía trên và dưới chân đèo, từng đoàn xe ô tô chở đầy lính trẻ nối đuôi nhau kéo dài, đang kiên nhẫn hối hả vượt dốc. Nhìn về đồng quê huyện Kỳ Anh, một vẻ đẹp bình dị yên bình. Một bức tranh thôn quê mộc mạc với màu xanh lá cây chủ đạo xen lẫn những mảng bạc đen của những mái nhà tranh rồi những làn khói trắng lam chiều giá như không bị những mảng màu đỏ xám phá vỡ bởi những hố bom của chiến tranh còn để lại thì bức tranh ấy thật sự hoàn hảo và đẹp biết nhường nào cự nẫm đây là trạm giao liên cuối cùng của rừng chân ở miền bắc hậu phương hầu như đa số chúng tôi chưa một lần đến đó nhưng từ lâu đã nghe tên thân quen về cự nẫm rồi có ai về rào nam xin vô ghé thăm vùng cự nẫm làng chiến đấu xưa nay đã đổi mới muôn màu bài hát quảng bình quê ta ơi của nhạc sĩ hoàng vân cự nẫm là một miền quê trung du nghèo nằm ở phía tây tỉnh quảng bình gần sát biên giới việt lào thôn xóm nơi đây chủ yếu là những mái nhà tranh vách đất thô sơ lúa gạo thì ít khoai sắn thì nhiều nhưng đường làng gọn gàng sạch sẽ người dân rất hiền hậu thật thà chất phác chịu khó chịu khổ chăm chỉ lao động và hết lòng giúp đỡ bộ đội những ngày còn lại sống trong lòng dân miền bắc anh em chúng tôi dành những tình cảm tốt đẹp nhất cho bà con nơi đây tranh thủ thời gian nghỉ chờ đợi ngày hành quân lên đỉnh trường sơn tất cả chúng tôi mọi người không ai bảo ai đều tự giác làm những công việc có ích cho hậu phương chỉ trong hai ngày thôi rất nhiều mái nhà tranh rột nát trong thôn đã được thay bằng màu dạ mới những con đường vào thôn xóm giờ đây rộng rãi bằng phẳng sạch sẽ khang trang hơn chúng tôi những người lính trước lúc lên đường ra mặt trận đều có một nguyện ước mong sao cho làng cự nẫm này cũng như những vùng nông thôn khác đều có một cuộc sống no đủ và hạnh phúc. Phần 2 Trên đường Trường Sơn Ngày 10 tháng 11 năm 1971 3 giờ chiều, ô tô vận tải quân sự chở bộ đội lên đỉnh núi vượt Trường Sơn. Đường đi đá sỏi mấp mô, dốc đèo quanh co, nhiều đoạn đang có các đơn vị thanh niên xung phong phá đá mở rộng đường bụi cát bay trắng đục cả một vùng rộng lớn thấp thoáng hai bên đường là những cô gái thanh niên xung phong không nhìn rõ mặt chỉ nghe được tiếng cười nói vẫy chào tạm biệt chúng tôi lên đường giành chiến thắng trở về qua giọng nói xem ra các cô còn rất trẻ quá tò mò, tôi muốn được nhìn rõ mặt từng cô, nhưng tất cả mọi người đều bịt khăn kín mặt. Chỉ có đôi mắt đen lay láy là còn nhìn rõ thôi. Trời về chiều, những chiếc xe đã bò lên cao, tiến gần về đỉnh núi. Đâu đây phía xa xa có tiếng ủng hoàng vọng lại. Chiến tranh đã đến gần rồi không khí hòa bình đang dần dần khép lại sau lưng chúng tôi phía trước mặt trời đã khuất dần sau rặng núi tiếng ù ù của máy bay trinh sát từ xa vọng lại bất ngờ vùng trời nơi đó bừng sáng lên một khoảng rộng bởi những chùm cầu lửa nhỏ lơ lửng treo trên bầu trời dừng lại rồi từ từ rơi xuống để lại một cột khói trắng ngoằn ngoèo rồi tắt bóng đêm đột ngột khép lại, phút chốc lại xé toạc ra bừng sáng lên bởi những quả cầu lửa mới nối tiếp rồi rơi xuống liên tục, liên tục. Điệp khúc như vậy kéo dài suốt cả đêm. Đây là những quả pháo sáng của các máy bay trinh sát địch bắn ra để lùng sục tìm kiếm lực lượng bộ đội ta hành quân và vận chuyển lương thực súng đạn ra mặt trận. Khoảng 23 giờ, từ trên đỉnh dốc, Xe đưa chúng tôi xuống tập kết ở một thung lũng bên cạnh con suối nhỏ. Nơi đây là trạm giao liên số 5 của binh đoàn 559, hay còn gọi là binh đoàn Trường Sơn. Vị trí để bộ đội nghỉ được gọi là bãi khách, nằm dưới khu rừng già được dọn sạch sẽ. Có bếp hoàng cầm đào âm xuống lòng đất, khi nấu cơm không có khói và ánh sáng, tất cả đều được che kín lại ở đây có rất nhiều vị trí để mắc tăng và võng khí hậu ở phía tây trường sơn khá lạnh trời mưa giả dích rầm rề mặc dù chỉ mới cách đây mấy giờ đồng hồ thôi khi chúng tôi đang còn ở trên đất quảng bình trời vẫn nắng nóng như thiêu như đốt khí hậu nơi đây thay đổi đến lạ lùng chỉ cách nhau một đoạn đường ngắn bên đông thì nắng nóng mà bên tây thì mưa lạnh cả đơn vị dừng lại nghỉ ở trạm năm được bốn ngày để sát nhập với trung đoàn thực binh 271 do trung đoàn trưởng Lê ổn và chính ủy đoàn 6 chỉ huy. Khác với những đoàn giao quân khác, trung đoàn này luôn cơ động và độc lập chiến đấu trong mọi tình huống, sẵn sàng chống quân tập kích đổ bộ và kể cả công đồn nếu như thấy cần thiết. Bởi vậy, các chiến sĩ của Trung đoàn 271 trên đường hành quân mang vác trên vai nặng hơn những chiến sĩ đơn vị khác cùng trên tuyến đường. Ngoài ba lô, tư trang, lương thực, thực phẩm, chúng tôi còn phải đèo thêm súng đạn đầy đủ cơ số. Ngay như tôi, vũ khí mang theo so với nhiều người trong đơn vị vẫn còn nhẹ hơn. Đó là một khẩu súng tiểu liên AK và 300 viên đạn khổ nhất có lẽ là những chiến sĩ ở đại đội hỏa lực công binh C-16, C-17, C-18, C-19 phải cùng nhau mang vác những khẩu súng cồng cành nặng nề như cối 82 DKZ-75 súng phòng không 12 ly 7. Giờ đây, đội hình hành quân đi vào của trung đoàn 271 gồm 4 tiểu đoàn 7, 8, 9 và 5 cùng với các đại đội trực thuộc 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 và 25. Quân số gần 3.000 người. Phiên hiệu chung cho cả đơn vị trên đường hành quân là đoàn 2005D. Buổi sáng, mặt trời đã lên cao. Dưới mặt đất nơi chúng tôi đóng quân vẫn không có ánh nắng lọt vào. Có chăng chỉ là những hoa nắng yếu ớt của ánh sáng mặt trời trên cao chọc thùng lớp lớp tán cây dày đặc trên đầu mà xuyên xuống mặt đất. Ban ngày, đứng nhìn bao quát, chiêm ngưỡng rừng già trường sơn, thấy rất đẹp và thơ mộng, vẫn còn những nét hoang sơ của nó. Không kìm mình được trước vẻ đẹp của cảnh thiên nhiên ấy, tôi rủ Hồng và Nam lội bộ xuống dòng suối để khám phá khu rừng xung quanh và chúng tôi thật sự bất ngờ trước đống cây song, tức loại mây rừng, to tướng, nằm dọc phơi mình theo dòng suối cạn. Thân cây đã già cỗi rất lâu đời, chơ cả vỏ, với một màu trắng ngà dài cả trăm mét. Thật là tuyệt rồi, chúng ta lấy cây song này để làm gậy đi. Nam lên tiếng trước. Tôi và Hồng nhanh chóng chấp nhận. Các cậu ơi, chúng mình phải chọn những cây song khô có đoạn cong cong ở đầu ấy tôi nói sau một lúc loay hoay tìm kiếm chúng tôi đã chọn cho mình những đoạn cây song già khô ưng ý háo hức trở về để thông báo cho đồng đội mang dao ra chặt xong trang bị cho mình một chiếc gậy tiếp bước cuộc hành trình đi bộ băng rừng vượt đèo lội suối đang chờ phía trước khi ba đứa đang từ dưới suối lên phía nơi đơn vị đóng quân vọng lại tiếng hát của ai đó. Ta vượt trên triền núi cao trường sơn, đá mòn mà đôi gót không mòn. Khi lên đến nơi, tôi mới phát hiện ra người đang say sưa hát chính là Nguyễn Gia Thìn ở tiểu đội 6. Nhìn thấy thế, ba đứa chúng tôi cười phá lên bởi cách ăn mặc của cậu ta. Trời thì lạnh, trên đầu thìn đội mũ ấm cổ quảng khăn nhưng bên dưới lại chỉ mặc độc một chiếc quần xà lòn hai chân tím tái do lạnh buốt thế mà miệng cứ nghêu ngao hát xem ra thì cậu này yêu đời và vô tư lạc quan quá đây được chúng tôi thông báo vị trí của những ổ cây song già cả khu rừng đang yên tĩnh bỗng sôi động hẳn lên chiến dịch làm chiếc gậy vượt trường sơn được mọi người nhanh chóng hưởng ứng và triển khai thực hiện sang ngày nghỉ thứ hai binh trạm tổ chức phục vụ chiếu phim cho anh em đơn vị thật bất ngờ ở miền xa xôi hẻo lánh này mà vẫn có phim để chiếu khi nghe được tin vui ấy trong chúng tôi ai nấy đều háo hức mặt mày rạng rỡ hẳn lên bộ phim được chiếu có tên là thượng cam lĩnh do trung quốc sản xuất nơi chiếu phim được đặt trong lòng hang đá rộng đủ chỗ ngồi cho cả đội xem thật cảm phục anh em chiến sĩ binh đoàn trường sơn đã tận tình phục vụ chúng tôi rất là chu đáo phim thì quá cũ do chiếu quá nhiều lần nên trên màn ảnh chỉ nhìn thấy chủ yếu là những vệt sáng dài nhay nháy trượt dọc hình ảnh quá mờ do phim đã bị xước nhiều mà lại hay đứt nữa nhưng không sao đối với cánh lính ở đây. Lúc này được xem phim là hạnh phúc lắm lắm rồi. Bên ngoài, phía trên bầu trời, những chiếc máy bay trinh sát L-19, OV-10 bay vè vè liên tục để săn lùng bộ đội ta. Nhưng lúc này, đang ở trong hang đá, các chiến sĩ giao liên chiếu phim vẫn bình tĩnh nối lại những đoạn phim bị đứt để tiếp tục chiếu lên màn ảnh cho mọi người xem tiếp phần còn lại phim nói về cuộc chiến giữa quân đội mỹ hùng hậu trang bị đầy đủ vũ khí bao vây một nhóm quân trung quốc vũ khí thiếu thốn không nói là thô sơ hiện đang cố thủ trong hang đá vậy mà kết thúc phim đội quân trung quốc lại chiến thắng và phía mỹ thua chết la liệt xem xong phim chúng tôi ra khỏi hang trở về đều xôn xao bình luận bộ phim này bốc phét quá, làm gì có cái chuyện ngược đời như vậy chứ? Ngày 14 tháng 11 năm 1971 Chúng tôi rời trạm năm bắt đầu của chặng đường hành quân quốc bộ. Đường đi là lối mòn nhỏ dưới tán cây rừng già sâu hun hút. Càng về cuối ngày, hai chân và hai vai tôi đau nhờ, sưng tấy đỏ. Chiếc ba lô cồng cành và bao gạo đầy 7 kg sau lưng gì nặng xuống đôi vai. Cổ tôi như muốn rời ra khi mà dây đeo súng tiểu liên AK kéo gò đầu xuống, lưng bụng thì đau thắt như chia thân thể ra làm hai phần, bởi vòng quanh nó còn là một dây lưng bản rộng được treo vào đó đủ mọi thứ xung quanh. Nào là bình tong đầy nước, dao găm, lựu đạn, rồi thì hộp thuốc cá nhân, mệt quá, nhiều lúc tưởng như đứt hơi muốn đổ vật xuống đường. Tôi lê từng bước, mệt nhọc, loạn quạng, đuổi theo đoàn quân. Trước khi lên đường đi vào, tôi đã được cân kiểm tra trọng lượng cơ thể của mình, nặng 45kg, cao 1m65. Lúc chưa nhập ngũ được mọi người trong gia đình gọi là cái dây của họ võ. Thực ra thì không riêng gì tôi, Thời kỳ đó thể tạng người dân miền Bắc cơ bản là vậy. Nếu có ai đó mà đi ra ngoài đường, cũng chỉ gặp đa số là những người gầy gò, chả mấy ai béo mập. Qua hai cuộc chiến tranh ác liệt đã cướp đi không biết bao nhiêu sinh mạng con người, đã lấy đi không biết bao nhiêu sức lực trí tuệ của cả một dân tộc. Cả nước, ai cũng sống trong khó khăn, gây go, ác liệt thời gian sống trong yên tĩnh hòa bình chả có được là bao thời gian dành cho sản xuất xây dựng cuộc sống cũng chả còn được là mấy tất cả mọi người đều lo lắng để chống đỡ chiến tranh tất cả đều tập trung ưu tiên cho tiền tuyến với khẩu hiệu thóc không thiếu một cân quân không thiếu một người bước sang ngày thứ hai hành quân quốc bộ cái đau mỏi mệt càng dày vò tôi mãnh liệt chưa lúc nào thấy thể xác mình bị hành hạ đau đớn đến tột cùng như vậy tất cả như muốn vỡ tung ra cho em nghỉ đi thủ trưởng ơi dọc tuyến đường hành quân tôi đã gào lên rất nhiều lần như thế nhưng đoàn quân vẫn không mảy may dừng lại tất cả mọi người vẫn cứ nối đuôi nhau mà lặng lẽ hành quân và hành quân. Những ngày tiếp theo, con đường nhỏ chúng tôi đang đi được nối ra con đường lớn dành cho phương tiện vận tải cơ giới cắt qua con đường 9 đoạn từ Sepon Nam Lào về Lao Bảo đến thị trấn Bản Đông. Nơi đây còn để lại dấu tích chiến thắng vang dội của bộ đội ta đã đập tan cuộc hành quân chiến lược của quân đội Việt Nam Cộng Hòa với mật danh Lam Sơn 719, hòng cắt đứt ít hầu tiếp tế quân lương của miền Bắc hậu phương cho cuộc cách mạng ở miền Nam. Những chiếc xe tăng M41, M113, xe vận tải súng Đại Bác 105 ly của quân đối phương bị thùng vỡ toát ra từng mảng nham. bộ đội và thanh niên xung phong đang hối hả vần đá san lấp mặt đường để kịp cho những đoàn xe vận tải còn chờ ở phía sau chạy ra mặt trận tất cả cho tiền tuyến tất cả vì miền nam ruột thịt đoàn quân đã vượt qua không biết bao nhiêu con dốc con suối vượt qua những thửa ruộng bản làng nghèo của dân lào thưa thớt nằm dọc tuyến đường đi vào Nơi đây người dân mang theo những bát gạo, quả bầu, quả bí, con gà của mình ra hai bên đường ngồi chờ đón bộ đội đi qua để đổi lấy một gói muối, một ít mì chính hay là một chiếc khăn mặt. Kể cả những hình ảnh cô gái miền Bắc duyên dáng, đẹp, dịu dàng. Người dân Lào nghèo nàn, hiền hậu, thật thà, chất phác, rất dễ tin người. Chính vì điều đó mà có một ai đó đã lau cá, lấy bánh xà phòng bảo là lương khô, để đổi lấy hàng của họ lúc gặp chúng tôi họ cứ trách mãi cái bộ đội ngày hôm qua không tốt đâu hắn đổi cho mình một cục lương khô bảo đem về mà ăn nhưng sao mà khó ăn quá mình mất tiền nên phải ăn thôi là cánh lính với nhau chúng tôi cảm thấy ngượng ngùng không đồng tình về lối đùa quá mức ấy những người đàn ông nơi đây da đen bóng, trên mình chỉ khoác chiếc khố màu đen bé nhỏ ở phần bụng dưới. Bên hông họ luôn mang theo một con dao và trên vai vác chiếc rìu, miệng liên tục ngậm một điếu thuốc lá đang cháy dở. Những người phụ nữ màu da cũng không trắng hơn được bao nhiêu, trên mình chỉ khoác chiếc váy thổ cầm sờn, không rõ hoa văn, phía trên không có áo mà chỉ tròn một tấm khăn tự dệt màu nâu đen để chống xét Họ ngồi bên cạnh những món hàng bày ra trên mặt đất chờ đổi lấy một thứ nào đó để mang về. Dân tộc Lào có hai sắc tộc là Lào Lum da trắng và Lào Thơng da đen. Một điều đặc biệt đối với những người phụ nữ ở đây là luôn có một thứ bên mình mà không lúc nào xa rời cả, là vật bất ly thân của họ. Đó chính là chiếc điếu tre khá lớn, to như điếu cày hút thuốc vậy con nõ điếu to tướng, miệng bằng cái bát ăn cơm, bên trong chứa một vốc sợi thuốc lá màu xanh kèm thêm một cục than hồng đang cháy âm ỉ. Miệng của họ luôn gắn chặt với chiếc ống điếu không một lúc nào rời xa. Ngay cả khi dừng lại để trả lời chúng tôi thì cũng chỉ có hở nửa miệng ở ngoài để đáp lại, tuyệt đối không bao giờ dứt hẳn ra. buổi sáng giữa rừng già đại ngàn trường sơn nếu như không có tiếng vè vè của máy bay trinh sát và những tiếng ùng oàng của bom đạn thì nơi đây quả thật đẹp thơ mộng đến lạ lùng những tiếng hú lanh lành chói tai của đàn vượn gọi bầy dấy lên từng đợt những tiếng ríu rít của đàn chim tìm quả ở những tán cây trên đầu chúng tôi thỉnh thoảng phía bên kia sườn núi lại vang lên từng hồi đơn độc của chú chim bắt cô trói cột được gọi là khó khăn khắc phục tiếng chim như nhắc nhở mọi người hãy vượt qua mọi khó khăn để tiến về phía trước có lẽ âm thanh rộn ràng và náo động nhất nơi đây là những bước chân tiến quân rầm rập của chúng tôi đến lúc này tôi không nhớ mình đã vứt bỏ chiếc gậy vướng víu từ lúc nào nữa chắc là chỉ sau mấy ngày hành quân bộ đầu tiên thôi quan sát hết lượt mọi người đến giờ không còn ai cầm gậy nữa dù có đau nhức mệt mỏi đến mấy vẫn không được phép tự ý dừng lại tất cả lúc này chỉ một hướng là hành quân và hành quân những sáng kiến giảm trọng lượng trên vai của anh em trong đoàn đã lần lượt xuất hiện bắt đầu từ những chiếc quần áo lót đến đôi giày bít tất, những quyển chuyện dày mỏng đều cảm thấy không cần nữa. Tất cả đều được treo lên thân cây ở trạm nghỉ mà chúng tôi vừa tạm biệt. Giờ đây, cả một bãi khách rộng lớn phủ đầy những thứ vừa được bỏ ra, xong cái nặng trên người thì vẫn còn đeo bám rất chặt, rất kiên trì không buông tha chúng tôi. Nhưng công bằng mà nói, lúc này ai nấy đều cảm thấy đỡ nặng đỡ vướng víu hơn trước rất nhiều nhưng phải giảm cân nữa một ý kiến ai đó trong đơn vị đề xuất nhưng còn giảm gì được nữa đây khi mà súng đạn áo quần chăn màn ba lô thuốc men đều không thể bỏ được nữa rồi lại một sáng kiến mới được đưa ra phải cắt bỏ cái đỉnh màn đi thôi và mọi người nhanh chóng chấp nhận thực thi ngay mặc dù cái trọng lượng đỉnh màn chỉ được vài lạng thôi nhưng đối với chúng tôi lúc này cứ giảm được gram nào là hai gram đó chiếc màn giờ đây đã bỏ đi cái đỉnh khâu lại hai mét tạo thành màn hình chữ a rất tiện lợi cho mắc màn khi nằm võng có lẽ phải thưởng huân chương cho ai đó đã đề xuất được cái sáng kiến kia đang mải mê bước theo đoàn quân tôi nhận được khẩu lệnh phía trước truyền về và vội vàng quay lại truyền lệnh cho người đi sau. Qua sông, cởi quần ra. Đó là mệnh lệnh, nên cánh đính chúng tôi chấp hành rất nghiêm, không một chút chần chừ. Giờ đây ai nấy trên mình chỉ còn độc một chiếc áo dài trên người thôi, còn cái quần đã được vắt qua cổ. Phía dưới thật sự được hoàn toàn tự do, vì tất cả anh em đã lâu nay không còn có khái niệm về đồ mặc lót nữa những thứ này đã nằm lại ở các trạm phía sau từ rất lâu rồi nhưng chúng tôi đi mãi đi mãi mà chẳng thấy con sông nào phải chăng chỉ có khoảng rộng của con suối cạn kéo dài nằm ở phía trước mà nơi đấy xuất hiện một đơn vị nữ thanh niên xung phong đang ghép đá làm đường cho xe cơ giới chạy qua và tiếng cười khúc khích dâm gian mọi người ai nấy đều hốt hoảng nhìn xuống không kịp mặc quần lại nữa rồi nhưng rất may còn có hai tà áo lính dài đủ che kín những thứ cần che nhưng dù sao chúng tôi vẫn thấy ngượng ngùng đỏ chín cả mặt khi phải đi qua ngay trước mặt những cô gái trẻ trung hồn nhiên và hóm hình kia thì ra có cậu nào đó ở phía trước trong đoàn đã truyền lệnh đùa cợt tai hại đó đặt tất cả mọi người ở phía sau vào tình huống thật là khó xử giá như không có chuyện vừa xảy ra tất cả chúng tôi đã la hét trêu đùa thoải mái với các cô rồi đã lâu lắm anh em chưa hề gặp bóng dáng một cô gái người việt nam nào lẽ ra đây là dịp may hiếm có để nhớ về những ký ức quê nhà cứ hành quân vượt qua 10 trạm giao liên, cả đơn vị lại được nghỉ một ngày để nhận lương thực thực phẩm cho những ngày tiếp theo. Đã lâu lắm rồi, chúng tôi không được nhìn thấy một cọng rau. Đói ăn, đói rau, làm tất cả mọi người ai nấy đều cảm thấy nôn nao đến khó chịu. Rồi được một ngày nghỉ, cả tiểu đội tôi chia nhau xuống suối tìm các loại rau ăn được như cây môn thục, rau dớn, tức là cây dương xỉ măng tre le nứa hoặc tìm trên những khoảng rừng trống xung quanh miệng hố bom đã lâu ngày cây cối cháy đổ nơi đây cây rau tàu bay mọc rất nhiều cũng vì cái sự thèm khát rau xanh nên đã có những bếp ăn anh em hái rau môn thục nhầm sang cây rau ngải vì hai loại cây này hình dáng bên ngoài khá là giống nhau ăn phải loại rau này sẽ bị ngứa từ trong ruột ra đến tận miệng cái ngứa khó chịu đến mức muốn thò cả tay vào trong bụng để mà cào hết cỡ cho đỡ ngứa nồi rau đã nấu chín nhìn vào rất hấp dẫn và ngon vì nó đã ngốn không ít mì chính nhưng cũng đành phải nhắm mắt mà đổ đi tiếc đứt ruột mà phải chịu càng về sau chúng tôi càng có kinh nghiệm về kiếm rau rừng tất cả những loại cây lá có vị đắng ngọt tuyệt đối không đụng đến rất dễ bị ngộ độc còn những loại lá rau có vị chua thì có thể vô tư mà ăn được những bí quyết đó đều do cán bộ binh trạm trường sơn truyền lại cho chúng tôi đêm nay nghỉ ở trạm giao liên chúng tôi được thông báo chuẩn bị tinh thần và đồ đạc buộc chặt gọn gàng cơm nắm và nước mang theo đầy đủ để ngày mai hành quân vượt qua dốc cao khi vừa nghe được thông báo từ ban chỉ huy đại đội tôi cứ nghĩ rằng chắc là dốc này cũng chỉ cao hơn một chút so với cả nghìn con dốc đã đi qua song thực tế khi đến chân dốc mới thấy được độ cao nguy hiểm và khó khăn của nó dốc đá tai mèo thẳng đứng không sao vượt qua được nếu như không có những chiếc thang dây làm bằng cây song to già rất vững chắc, được chiến sĩ binh trạm giao liên đã cố định vào vách đứng núi đá theo từng đoạn, từng đoạn một. Đứng ở dưới, nhìn lên những chiếc thang dựng đứng, treo leo, lờ mờ trong mây trắng đang trôi bồng bềnh kia. Tôi cảm thấy dùng mình khi nghĩ đến đang phải đu bám trên những bậc thang chênh vênh đó. Khi trên mình không mang vác một thứ gì mà vượt qua được con dốc treo leo dựng đứng cao vút này đã là một kỳ tích rồi. Còn bây giờ, người mang nhẹ nhất như tôi đã là 25 kg ở trên vai mà lại còn cồng cành nữa chứ. Nhưng mệnh lệnh là mệnh lệnh, không cho phép chùn bước mà dừng lại. Tất cả mọi người phải cùng nhau tiến lên. Trèo lên dốc cao dựng đứng tất cả ai nấy phải dò dẫm từng bước chân một ở những bậc thang phía dưới tay nắm chặt từng bậc thang phía trên gồng mình đu người mà kéo lên nhích dần từng bậc một đầu người dưới đội người trên rồi từ từ mà dịch chuyển càng lên cao gió càng thổi mạnh mây mù bao phủ dày đặc che mất tầm nhìn của chúng tôi những hạt nước trong mây nhỏ li ti phả hết vào mặt vào cổ thấy lành lạnh buôn buốt có những đoạn dốc khi đang còn cố sức leo trời bỗng nhiên quang đãng trong vắt tôi đưa mắt nhìn xuống dưới một lớp mây trắng dày đặc xốp nhẹ đang bồng bềnh trôi lặng lẽ mặt đất ở dưới hầu như không tồn tại nữa tôi chỉ thấy ở nơi sâu thăm thẳm kia mờ mờ một màu xanh cây rừng thoát ẩn thoát hiện nhìn ra các phía xung quanh nơi xa xa kia là những ngọn núi đang thập thò nhô lên trên biển mây trắng dập dành mênh mông người tôi cảm thấy say say bay bổng bồng bềnh nhiều lúc không dám nhìn xuống dưới nữa mà cứ ngỡ như mình đang lạc vào chốn bồng lai vậy trong lúc đó núi đá tai mèo và những chiếc thang ẩm ướt trôi tuồn tuột. Chỉ cần sơ sảnh một chút thôi, tay bám bậc thang không chắc thôi là sẽ bị tuột ngay. Và cả người sẽ rơi xuống tan tành, không biết đi về đâu nữa. Đang mê mải bám chặt từng bậc thang để đu mình lên, tôi giật mình khi nghe tiếng ai đó la lên. Mẹ ơi, con chết mất ngay sau đó là tiếng của Nam sát ngay trên đầu hét lên. Hồng ơi, bám chặt và áp mình sát vào thang. Hãy đứng yên, nhắm mắt lại, đừng nhìn xuống dưới. Ngay tức thì, Nam gồng mình, đội Hồng lên để không cho cậu ta ngã ngừa và người sẽ rơi xuống. Mặc dù lúc này trên người anh cũng đang mang vác rất nặng trên 25 kg cả đoàn quân đang bám chặt vào chiếc thang nhỏ bé dựng đứng mong manh chuyển động lên trên đều đều chậm rãi và đột ngột dừng lại cũng là tiếng của nam trên đầu tôi la lớn tất cả anh em hãy mang giúp hồng một số thứ trên người cậu ta đi đầu thì đội bạn lên một tay phải nắm chặt từng bậc thang dây còn một tay nữa nam nhanh nhẹn rút bao gạo căng tròn trên vai hồng xuống đưa cho tôi mang giúp có lẽ do thế đứng lúc đó rất khó khăn trên người còn mang vác quá nhiều thứ nặng cổng cành nhất là phải bám chặt thăng leo được đến đây qua một chặng đường rất dài rồi vắt kiệt sức của nam cũng như tất cả mọi người nên khi vừa trao bao gạo đó cho tôi anh đã trượt tay để nó rơi xuống nhìn theo bao gạo căng tròn, bạc màu cỏ úa, lao vun vút, sàn sạt, ngay bên cạnh đoàn quân, xuống nơi sâu hun hút kia, chìm vào trong đám mây trắng trôi bồng bềnh phía dưới. Tôi bỗng cảm thấy người mình trong chành, trao đảo, quay cuồng, hoàng sợ. Chiếc thang và vách núi ngay sát mặt mình đây cũng đang đảo đảo, xoay tròn. Biết là mình đã bị choáng ngợp và say ở độ cao này, trong đầu tôi giờ đây chỉ còn lại một suy nghĩ duy nhất phải nhắm ngay mắt lại tay bám chặt lấy bậc thang ép sát người vào kiên quyết không được bỏ tay nếu không mình sẽ như bao gạo kia đang rơi xuống nằm dưới vực sâu hun hút kia phía trên đầu hồng anh em cũng đang một tay bám chặt vào bậc thang một tay cố gỡ những thứ còn đeo trên vai trên cổ cậu ta như khẩu súng AK, chiếc sẻng cá nhân, rồi truyền lên trên cho đồng đội mang giúp. Chúng tôi phải dừng lại giữa lưng chừng dốc một lúc. Nam lại động viên hồng. Thế nào? Cậu thấy đỡ chóng mặt chưa? Cố gắng lên nhé. Hãy nhìn vào bậc thang mà bám chặt vào nó. Đừng có nhìn xuống dưới và hai bên nữa. Nào dũng cảm lên mình và mọi người luôn bên cậu đây. Mặt trời đã chết về hướng Tây. Cả đơn vị dừng lại nghỉ ở một khoảng trống, nơi lưng chừng dốc để lấy cơm nắm ra ăn. Lúc này tôi mới đủ can đảm đưa mắt quan sát về phía chân dốc. Thật là kinh ngạc và khâm phục làm sao khi được chứng kiến anh em trong đại đội súng cối 82 C-16 đang vận chuyển khẩu súng to lớn cồng cành nặng nề kia vượt qua cái dốc thẳng đứng này. Người này kéo, người kia đẩy những chiếc nòng pháo to tròn dài ngoãng, nặng trịch, bóng loáng và trơn cứ tuồn tuột. Hoặc là từng người một phải mang sau lưng những chiếc đế bộ chân pháo bằng sắt rất nặng và cũng khá cồng cành. Nhưng tất cả đều kiên nhẫn lầm lũi dò dẫm bám vào từng bậc thang mà nhích lên từng tí một để vượt qua con dốc cao kinh hoàng đó dưới kia có những người đã mang ba lô cồng cành sau lưng còn gánh trên vai thêm sáu quả đạn cối họ đang cố ép người sát vào chiếc thang dựng thẳng đứng chênh vênh nhỏ bé để tránh sẩy chân mà trượt ngã rơi xuống hóa ra việc mang vác nặng trên vai so với các anh chúng tôi còn hạnh phúc chán là cánh lính với nhau xin bái phục bái phục lắm con dốc này được gọi là dốc bắc thang lên trời chiều về cả đơn vị đã vượt qua đỉnh dốc cứ nghĩ rằng lên được dốc là khó nhưng khi xuống được dốc khó khăn nguy hiểm cũng không kém chút nào ở phía bên này độ dốc thoai thoải không thẳng đứng không dài như ở phía bên kia, nhưng từ trên cao nhìn xuống vực sâu hun hút nằm ở phía dưới cũng sợ lắm. Nó đã sâu, lại còn bị lớp mây mù che phủ bên trên, trông cứ mờ mờ ảo ảo, chả thấy rõ đáy vực đâu nữa. Nhìn thấy thế thôi, tôi đã hãi thoát cả tim. Nhưng rồi cuối cùng tất cả mọi người đều an toàn vượt qua được cái cửa ải kinh sợ đó. rừng già đại ngàn của lào rộng lớn mênh mông đi mãi đi mãi vẫn không hết nơi đây là những cánh rừng nguyên sinh với những thân cây cổ thụ to lớn đến cả chục người nối tay ôm xung quanh vẫn không xuể những tán cây vuôn rộng đan sen tầng tầng lớp lớp phủ kín hầu như che khuất ánh sáng mặt trời để khó mà lọt qua được cảm giác như mình là những người đầu tiên đặt chân đến đây vậy thỉnh thoảng tôi bắt gặp một chú chim đại bàng đất đang ngủ trên tán cây cao cổ thụ trên đầu nó chợt giật mình tỉnh giấc vỗ cánh bay đi khi nghe tiếng rầm rập rầm rập của những bước chân chúng tôi đang hành quân phía dưới tiếng vỗ cánh của chim đại bàng nghe cứ oàm oạp chậm rãi sải cánh rộng đến cả chục mét và nó đang bay xa dần khi đi bên triển núi nhìn xuống thung lũng sâu thẳm một màu xanh trải rộng bao la xa hơn nữa là những ngọn núi cao chót vót có bốn mùa mây trắng ôm ấp bao phủ vẻ đẹp nơi đây thật kỳ diệu huyền ảo biết nhường nào đến gần một con suối nhìn lên phía trước xa xa tôi thấy một chiếc cầu treo vắt vèo trên hai đầu ngọn cây nối liền con suối nó đang đung đưa dập dành theo nhịp bước của bộ đội hành quân từ xa nhìn lại, cứ ngỡ quân ta đang bước đi trong không gian lơ lửng giữa trời mây. Những chiếc cầu treo này được bộ đội Trường Sơn xây dựng bằng những sợi dây song già lâu đời lắm, có thành lan can cũng bằng những đoạn thân cây song ngắn làm bảo vệ hai bên. Phía dưới mặt cầu là những đoạn tre già kết lại, cố định cho những sợi dây đó vắt vẻo qua con suối và buộc chặt lại ở đầu ngọn cây của hai bên bờ. Dáng chiếc cầu treo rất đẹp và bay vút. Khi đoàn quân chúng tôi đi qua, ai ai cũng trầm trồ thán phục và những đôi bàn tay khéo léo của bộ đội Trường Sơn tạo nên. Những con suối ở Trường Sơn mùa lũ về nước ngập đến ngọn cây, chỉ có loại cầu treo này bộ đội ta mới vượt qua suối trong mùa mưa lũ được và đến lúc này tôi mới thật sự hiểu được ý nghĩa của chiếc cầu treo trong bài hát đường tôi đi dài theo đất nước của nhạc sĩ Hữu trọng hối năm xưa từng bờ khe cầu treo ngọt cây cảnh đẹp như dục tâm hồn tôi đời giao liên bước tôi đi trình đọc truyện đêm nay xin dừng ở đây cảm ơn và tạm biệt các bạn